đang trên taxi ra sân bay. Từ đây ra sân bay tầm 15 phút. Môi hôm qua tôi test xong tinh rồi vẫn còn. Nó dính màu vậy nha, dính màu hổn á các bạn. Chỗ có, chỗ không. Later. Ủa sao nó bị kẹt? Hello mọi người, Ti vừa đến Singapore. Bây giờ mình sẽ đi MRT về khách sạn nhé. Ở đây thật sự là rất là lạnh. Người ta liếc thấy lạnh chứ. Lạnh như vậy. Rửa tay muốn đóng băng luôn bạn. Mình vừa mới tới trạm MRT. Thì bây giờ Ti sẽ mua vé và đi vào trung tâm thành phố và về khách sạn nghỉ ngơi. Để đi được cái MRT này, đây là tàu điện ngầm, thì mình phải mua vé, mua thẻ hoặc là mình tự mua vé. Thì do là ở đây 4 ngày cho nên là Ti sẽ chọn là mua thẻ. Thì mỗi lần đi hết á thì các bạn chỉ cần nạp tiền vô thôi. Đây, rất là rẻ nha. Đây là cái phương tiện di chuyển rẻ nhất ở đây. Ê, chữ đây nha. Đây là thẻ đi tàu điện ngầm MRT ở đây. Thì một thẻ có giá là 12 đồng. 12 đồng Sinh á. Thì trong tài khoản sẽ có 7 đồng. Thì mỗi lần đi mất tầm dưới 1 đô, tôi nghĩ vậy. Nếu mà dài nhất, cái đoạn đường mà dài nhất thì chỉ có 1 đô thôi. Đây thì mình sẽ đi qua cái cổng này. Để đi qua được cái cổng đó thì mình sẽ cần cái thẻ này. Thì hôm trước tôi học ở đây là Ti di chuyển chỉ bằng MRT thôi, tại vì nó rất là rẻ và nó rất là tiết kiệm. Còn đi taxi thì khá là đắt đỏ. Ok, và bây giờ Ti sẽ đi về khách sạn nha. Trên đường về khách sạn còn hơi xa cho nên là mình sẽ kiếm cái gì đó ăn một chút. Đây, đường phố rất là sạch nha các bạn. Thì mỗi lần các bạn qua đường, các bạn chỉ cần bấm này là xe sẽ nhường cho bạn họ đi nha. Hi Singapore. Hello.
không hơi bị cọc. Wow, đẹp quá nè các bạn ơi. Em quay cái đẹp quá. Wow, đổ đứng. Ừ, đi suy mày. Wow, mình qua đây đang là hoàng hôn luôn. Cái này gọi là hoàng hôn hả gì? Hả? Cái gì? Cái này gọi là hoàng hôn hả? Thì đẹp quá kìa. Rất là đẹp. Cái này chỉ là một phần nhỏ của Singapore thôi. Muối đại cơm ăn ngon. The next day. Hôm nay là ngày thứ hai Tý ở Singapore. Thì bây giờ Tý sẽ ăn mì lót bụng trước, sau đó sẽ ra đảo Sentosa chơi. Mời mọi người ăn nha. Giống như kênh gì cho bên Hàn Quốc. Mời mọi người ăn nha. Hello mọi người, thì Tý vừa mới ăn sáng xong. Bây giờ Tý sẽ make up sơ và make up nhẹ thiệt nhẹ. Và bây giờ Tý sẽ make up sơ ha. Chung là nhẹ nhàng, thiệt là nhẹ luôn. Trước giờ các bạn chưa thấy Tý make up nhẹ không? Thì bây giờ Tý sẽ make up nhẹ thật nhẹ nha. Tý mua đi khá khô cho nên Tý sẽ sử dụng son dưỡng mà dầu dừa á. Cái loại này rất là tốt. Trong cái quá trình mà Tý trị mụn á, môi Tý rất là khô cho nên là cái son dưỡng này đã cứu cái đôi môi của Tý. Sau đó Tý sẽ xịt sơ một cái lớp setting spray. Bữa nay Tý sử dụng dòng Double Wear của Estée Lauder. Tiếp đến sẽ là chai nước tiểu. Wow. Tý quay ngay chỗ đông người cho nên là hơi nhiều người nhìn. Mà kệ. Tiếp mình sẽ sử dụng cọ của Real Technique, phấn phủ của MAC để mình phủ lên, set lại toàn bộ cái lớp nền của mình. Tiếp theo sẽ là đến phần chân mày. Mình sẽ dễ nhạt thiệt nhạt thôi. Bên đây là mình vẽ rồi nè.
mình chỉ đồ sơ theo cái khung thôi, không có vẻ sắc quá. Kế tiếp thì sẽ đánh số mũi ha. Thì sử dụng cái bảng Hoola của Benefit nha. Kế tiếp là má hồng, bữa nay Ti sử dụng son của Ti luôn. Đây là cái màu mới trong set mini của Ti, có thể làm má hồng với lại son môi được. Tránh nhẹ đây. Đấy má hồng xong rồi. Ba. Hai miếng hai mũi nữa. Ta-da. Tiếp theo là Ti sẽ sơn một ít son môi. Ti sử dụng màu hồng đất Deep Blush. Màu này sau khi tán nó rất là tự nhiên nha. Cuối cùng sẽ là setting spray. Đây các bạn thấy lớp nền chưa? Rất là tự nhiên. Đây là Ti đã vừa make up xong, mọi người thấy như thế nào? Đây là lần đầu tiên mà Ti trang điểm nhẹ trước camera luôn á. Thì mọi người thấy make up này như thế nào thì cứ comment bên dưới cho Ti biết nha. Và bây giờ Ti đi chơi thôi, bye. Bây giờ Ti sẽ đi bộ đến MRT và bắt xe ra đảo Sentosa chơi. Ready packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Met Gala. Kylie Kim Sen. Kim Sen hay là Kim
for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, we do it on repeat. Won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. We do it on repeat.
work in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Kem xuống nè, đâu rồi? Ủa không vậy xuống ngồi đâu? Mua 2 ly ha, để cho tí qua lên đâu. Mua 4 ly, ngồi lên đi. Ờ, mua 4 ly không tự. Kìa kìa, nó bỏ chiếc kem vô nè. Đó, nó bỏ chiếc kem vô nè. Đó, bỏ chiếc kem vô nè. Sắc ra nè. Đó, 2 trái bơ, 1 cái 2 trái. Sắc ra nè, đó. 3 trái luôn, trời ơi, cái gì vậy? Hiểu quá. 4 trái luôn. Trời ơi cái gì nhiều vậy? Nó bỏ nước vô đây nè, nó ép nước rồi nè. Hay quá vậy. Rồi khi nào đầy cái ly nó mới ngưng á. Ừ, đầy rồi kìa. Hay quá. Kìa kìa, nó tự ngưng kìa. Nó lù dữ vậy. Đây nè, trời ơi.
Trời lạnh lắm chưa? Mà này không có lạnh hả?